Đây là cái đường dẫn lên cầu Cao Lãnh nha các bạn. Đường dẫn 4 km nữa là sẽ tới cầu Cao Lãnh. Từ cầu Cao Lãnh rồi mình qua được cái cầu Cao Lãnh, nó sẽ có cái đường dẫn để đến cầu Dòng Cống. Hai tiếng cái cầu này nó kết nối với nhau luôn các bạn. Rồi qua cái cầu Dòng Cống á, mình đi theo cái tiếng lộ tẻ Gạch Giá, mình theo cái đường Hồ Chí Minh á, mình về Gạch Giá. Gạch Giá rồi mình theo đường Hồ Chí Minh mình về thành phố Cà Mau. Cà Mau mình kết nối ra là Đất Mũi. Thì đi đến xã Đất Mũi Cà Mau là đường Hồ Chí Minh là kết thúc ngay điểm đó nha các bạn. Là tới đó là không còn đường để đi nữa, là ra biển luôn. Đây là ngày 19 tháng 5 và ngày khánh thành cầu Dòng Cống. Rồi do đó người ta cũng có cặm cờ dẫn từ cầu Cao Lãnh để đi đến cầu Dòng Cống. Đây là cái bắt đầu lên cầu, cái đường dẫn cầu Cao Lãnh còn khoảng 4 km nữa. Thì người ta có cặm cờ nha các bạn, cầm cờ để dắt mình đi đến cái cầu Dòng Cống. Là hôm nay là 19 tháng 5 thông xe cầu Dòng Cống. Giờ mời các bạn cũng lên đường đi đến cầu Dòng Cống nha.
những chiếc phà dòng cống của phà Cao Lãnh nó vẫn còn đưa khách, nhưng mà đưa những cái phà nhỏ thôi các bạn, phà 50 tấn thôi. Cầu này người ta cấm dừng lại nhưng mà cũng có khá là nhiều người dừng lại để ngắm cảnh các bạn, mình cũng ngừng đại luôn rồi tiếp tục lên đường các bạn. Thank you.
mình đang trên quốc lộ 54 là ngay dưới chân cầu Vàm Cống các bạn. Hôm nay là ngày thông xe chính thức của cầu Vàm Cống nha các bạn. Người dân tụ tập về đây là rất là đông để là trải nghiệm đầu tiên đi qua cầu Vàm Cống. Thì cái cầu này nó khánh thành khoảng vào cái buổi sáng hôm nay, nhưng mà do mình cái xe cảnh sát giao thông rồi các bạn, bữa nay thông cầu mấy ổng cũng bắt bớ quá trời quá đó. Nãy mình đi là mình tưởng đâu là mấy ổng bắt tốc độ mình rồi. Thì hôm nay thông cầu thì cho người ta xả cản bữa đi. Đó là các bạn thấy là dưới chân cầu người ta rất là nô nức để khám phá trải nghiệm cái ngày đầu tiên được đi trên cái cầu dây văng, cái trụ tháp cao nhất đồng bằng sông Cửu Long nha các bạn. Cái cầu này là cái trụ tháp nó cao nhất, cao hơn cả cầu Cần Thơ luôn. Đó là người ta rất là nô nức